Ngày 26 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, EIU, tổ chức lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các nhà đầu tư, đại diện doanh nghiệp cùng dự chia vui với các bạn sinh viên, phụ huynh và thầy cô nhà trường. Lễ tốt nghiệp diễn ra trang trọng và ấn tượng với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các bạn sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường, cũng như đánh dấu bước ngoặt quan trọng là sự khởi đầu cho hành trình phát triển mới của các bạn tốt nghiệp. Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đóng vai trò quan trọng trong mối liên kết nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động vừa qua, trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. 100% tân cử nhân, tân kỹ sư của trường đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 khi tốt nghiệp và luôn được các đơn vị đánh giá cao về nền tảng, kiến thức vững chắc, kỹ năng toàn diện, khả năng thích ứng và hội nhập tốt. Tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông cho biết, với triết lý giáo dục, nhân bản, cộng đồng, sáng tạo, bền vững, EIU luôn kiên định và tự hào với mục tiêu phục vụ cộng đồng. Nhà trường luôn hướng đến mục tiêu trang bị cho các sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết, làm bệ phóng để các em phát triển bản thân và sự nghiệp. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp tích cực của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động để vừa nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, vừa đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm động lực thúc đẩy phát triển cho tỉnh và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.